Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Du Hồng đang ở đây là ngay chỗ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. À, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay đằng kia là dòng xe ngã bảy trường Trần Khai Nguyên, bên phải là Nguyễn Chí Thanh. Mình đi lên bệnh viện Đại học Y Dược, rồi đi lên bệnh viện Răng Hàm Mặt, bệnh viện Rợ Rẫy, rẽ trái là qua ký túc xá Kinh Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. Góc đường phía trước là góc đường Đào Duy Từ. Ở đây là đường Nguyễn Chí Phương, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ở đây ha cô chú chị. Căn nhà mình nằm có cách khoảng chừng 10 chưa được 10 căn nhà nữa cô chú chị. À, từ vị trí ngã bảy giao giữa đường Nguyễn Chí Phương, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Ngô Gia Tự. Và ngay chỗ này thì mình di chuyển lại nhà mình là sát bên luôn ha. Mình sẽ review cho cô chú chị bạn một căn nhà dưới 3 tỷ. Nhà một trệt, một lửng, một lầu, giá dưới 3 tỷ nha cô chú chị. Nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công đầy đủ. Và nhà thì chiều dài 10 mét á. Ngay chỗ hải sản Quý Thành này ha, Đại học Kinh tế đây ha. Rồi mình qua khỏi công ty này mình quẹo đây, qua đây. Nhà mình có thể là đi hẻm 295 này vào cũng được nè. Đi vô hẻm 295 này cũng được. Nhà mình nằm ở hẻm 295 thông qua hẻm 351 đường thông qua hẻm 351 đường Hòa Hảo ha cô chú chị. Đó, góc đường Hòa Hảo đằng kia. Hả? Thì căn nhà mình là cái hẻm nhà mình là đối diện với công ty Niệm Liên Á nè cô chú chị. Đối diện với công ty Niệm Liên Á nè ha. Đó, đối diện với công ty Niệm Liên Á nè ha. Hẻm này là hẻm 205, 207 ha. Đó, căn nhà nằm ở trong hẻm này là căn nhà đó đó cô chú chị. Góc đường này góc đường Hòa Hảo nè, với đường Nguyễn Chí Phương. À, góc đường Hòa Hảo với đường Nguyễn Chí Phương ha cô chú chị. Rồi góc đường Hòa Hảo với đường Nguyễn Chí Phương ha. Ngằng kia là chợ Nhật Bảo. Đó, ngay chỗ này là người ta hay buôn bán trà sữa nhiều nè, mọi người xếp hàng bán nè. Đó, xếp hàng để mua nè ha, rất là nhiều luôn nha. Ngay cổ cửa hàng siêu cây mình quẹo vô đó cũng được, đi đường này vô cũng được nè. Má và nhà mình nằm ở đây nè, cô chú chị bạn thấy không? Nằm giữa căn 205 với 307 nè. Đó, căn này nè, mình đi hẻm này cũng được, đi hẻm bên kia cũng được ha. Đó, hẻm này đi lên nè ha. Đó, căn nhà nè, đi thẳng vô 305, 307. Đó, một trệt, một lửng, một lầu ha, chiều dài là 10 mét nha. Ui. Đó, chiều dài tới mấy cửa nhà đó luôn nha cô chú anh chị. À, đây ha. Đó. Nhà mình tới đây ha. Mặt chính là mặt sale số nhà bên đằng kia nha, 351 xẹt A5 ha. À, mình đi ra phía vòng phía trước nha. Đó, đi đây vô nhà cũng được, đi vòng phía trước. 305, 307. Đối diện với Niệm Liên Á. Đó, kế bên hải sản Quý Thành ha cô chú gì. Có cửa rào mỗi đóng lại nha. Mình có hai hướng đi. Mình có hai hướng đi ha. Mình có thể đi bằng hẻm này. Hả, hẻm này hoặc hẻm bên đây cũng được. Hẻm 295 hoặc hẻm bên đây cũng được ha, hẻm nào cũng được nha. Bây giờ mình sẽ đi theo hẻm 295 này ha để vô nhà. Hồi mình ra hẻm đó. Đây mình đi vô hẻm 295 này ha. Kế bên ngân hàng Việt Tin Băng nha cô chú anh chị. Đây mình quẹo phải vô nè. Đó, quẹo phải vô đây nè, căn nhà nè, hẻm này thông qua hẻm bên kia là 351 ha. Hẻm 295 đường Nguyễn Chí Phương nè. Đó, thông qua hẻm 351 đường Hà Hảo nha. Hẻm này còn thông đi vòng vòng bên trong nữa hả cô chú anh chị. Rồi bên đây là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà mình căn cao này nè cô chú anh chị, ở phía sau là một trệt, một lửng, một lầu. Đây ha. Đó. Ở phía trước này mình nhìn thấy một trệt, một lầu, phía sau có cái lửng nữa.
nhà 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh, nhà họ hai nhà là có 3 phòng ngủ cô chú anh chị, hai cái cửa sổ luôn, rất rộng rãi luôn ha. Cái lối này làm đi vòng phía trước được, xe máy đi được, nhưng mà người ta bí lại rồi, không cho đi, nó đi thì phức tạp ha. Hẻm trước nhà nè, nó lấy theo số địa chỉ là 351/5 đường Hòa Hảo cô chú anh chị. Nhà mình ngang là 2m1 và chiều dài là gần 10m luôn á. Nhà một trệt một lửng một lầu, nhà có giấy chứng quyền hồng hoàn công đầy đủ á. Hẻm thông 295 đường Nguyễn Chi Nguyễn Chi Phương, thông qua hẻm 351 đường Hòa Hảo, phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở ngoài này thì ốp rá hoa cương cao đến trần luôn. Ở ngoài này thì có làm thêm cái mái che nè. Hiện tại thì nhà mình, chủ nhà là cao hơn mặt hẻm là khoảng 3 tấc ha cô chú chị. Xuyên một mạch ra nhìn phía trước luôn là ra mặt tiền đường Nguyễn Chi Phương ngay giữa 305 và 307 đường Nguyễn Chi Phương đối diện công ty Niệm Liên Á ha. Gần góc đường Nguyễn Chi Phương với đường Hòa Hảo, bên phải mình là nhà trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó. Còn đây cái hướng này thì mình đi thẳng ra ngoài ngoài là ra ngoài hẻm 351 nè, theo hẻm chính của nhà mình ha. Rồi, góc đường này là góc đường Hòa Hảo với đường Nguyễn Chi Phương hả cô chú anh chị? Rồi, cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với Hồng qua số 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành hả cô chú anh chị? Và Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 351/5 đường Hòa Hảo, phường... ở đây là phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha cô chú anh chị. Rồi nhà mình kế bên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha, nhìn thấy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi Vũ Hồng xin chào nha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Và mình có thể đi bằng hẻm 351 đường Hòa Hảo vô cũng được, hoặc hẻm 295 đường Nguyễn Chi Phương cũng được ha. Nằm ở góc đường Nguyễn Chi Phương với đường Hòa Hảo cô chú anh chị. Và căn nhà mình là căn sau lưng mặt tiền của căn đường Nguyễn Chi Phương nha. Đó. Thì hẻm trước nhà mình đây nè. Ở đây ra mặt tiền ngoài đó là chỉ có khoảng chừng 15m là tới mặt tiền đường ha, đối diện với chỗ khu phố 4 á. Ở đây thuộc phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Đường Hòa Hảo ha. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn là chiều ngang căn nhà mình á. Chiều ngang của căn nhà mình là 2m1 và chiều dài là gần 10m nha cô chú anh chị. Chiều ngang 2m1, chiều dài gần 10m ha. Địa chỉ 351/5 và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là dưới 3 tỷ. Cụ thể là 2 tỷ 980 triệu nha cô chú anh chị. 2 tỷ 980 triệu, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Và hướng nhà mình là hướng Tây ha. Nhà thì đúc rất dạ, đúc rất chắc chắn nha cô chú anh chị. Bên hông mình có cái lối đi nè, đi thon vòng ra phía trước luôn. Đó, vòng ra phía trước đường mặt tiền đường Nguyễn Chi Phương luôn. Cô chú chị bạn thấy căn nhà cao đó không? Căn nhà cao đó là căn mặt tiền đường Nguyễn Chi Phương. Còn cái hướng này là hướng hẻm 295 đường Nguyễn Chi Phương nè. Đó, hẻm 295 đường Nguyễn Chi Phương ha. Nhà mình đó nằm kế bên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây cái chữ ta đây là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nè. À, ngay góc đường Đào Duy Từ với đường Nguyễn Chi Phương ha, gần dòng xây ngã 7 ha. Rồi mời cô chú chị bạn vào bên trong để mình xem nhà ha. Đây mặt tiền nhà của mình như thế này ha. À. Rồi mời cô chú chị bạn vào trong để mình xem nhà nha. Nhà mình thì ở ngoài đây là ốp đá hoa cương cao lên đến lầu 1 luôn. Ở ngoài có làm mái che thêm là khoảng gần 1m á.
Xin nhắc lại kích thước nhà mình chiều ngang là 2m1 và chiều dài là gần 10m nha. Nhà thì cao ráo hơn mặt hẻm khoảng chừng gần 4 tấc và nhà mình có cửa sắt lùa. Đứng đây mình có thể nhìn ra cái hẻm phía sau đó, nhìn thẳng ở ngoài kia xe đang chạy, đó là mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương á, xe chạy qua lại đó là mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương luôn nha. Cái hẻm đó là nằm cái hẻm thông hành địa dịch giữa căn 205 và 207, 205 và 207 đường Nguyễn Tri Phương ha. Nhà mình vuông vắn dài gần 10m nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị bạn nhìn ha. Nhà thì cao ráo sạch sẽ, sổ hồng nha, sổ hồng hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị. Chiều ngang nè, 1 2 3 4 5 miếng gạch ha. Nhà mình ngang là 2m1 nha cô chú chị, ngang là 2m1 và chiều dài là 10m, gần 10m nha. Cái căn nhà này là nằm ở giữa cái số nhà 205 với 207 đường Nguyễn Tri Phương á. Cô chú chị bạn nhìn đó là Nguyễn Tri Phương, căn nhà này căn nhà tiền Nguyễn Tri Phương ha. Cái lối đi thẳng ra ngoài đó là đường Nguyễn Tri Phương. Cô chú chị bạn nhìn ha. Đối diện với công ty Niệm Liên Á nha, đó là công ty Niệm Liên Á ha cô chú chị. Hẻm này phía trước người ta bán đồ, người ta để ké đây. Cái lối này thì xe Honda chạy không được ha, nên khóa lại luôn. Cái lối này là Honda không có cho chạy ha, bí lại luôn. Honda vô được nhưng mà nói chung là không có cho chạy, bí lại luôn, làm cửa rào bí lại luôn ha. Và chiều dài nhà mình là đây nè cô chú chị, nó dài ra tới đây luôn nè ha. Một trệt một lửng một lầu nha, một trệt một lầu với một lửng ha. Chiều ngang là 2m1 và chiều dài là gần 10m nha. Kế bên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi mình vô đây mình nhìn xem ha. Đây ở dưới đây là có cái nhà vệ sinh. Nhà này cô ở lâu chưa cô? Nhà đây tôi cũng 9 năm rồi. Cô ở 9 năm rồi hả? Cô bán cô về Nguyễn Trãi ở hả? Lâu rồi, con đây có con trai cô ở mà. Ở đây có cái cửa sổ mở được nha, cửa sổ này mở được nha cô chú anh chị, cửa sổ này mở được nha. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu ha. Ủa cô bán căn này là nói chung là cô cần tiền nên cô bán căn này thôi chú không? Không cần tiền. Muốn mua một căn bự hơn, à bán căn này để mua một căn lớn hơn đúng không? Ừ. Nói chung là anh nói là căn này hơi nhỏ đúng không? Nên mua căn bự hơn đúng không? Rồi. Ở đây gần trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú chị. Ai muốn đi xem nhà này không có ở nên cô chú chị bạn muốn đi xem thì alo trước cho Vũ Hồng khoảng chừng nửa tiếng thì Vũ Hồng sẽ nhờ người qua mở cửa nha. Và đây là ở trên lầu nè. Ở đây trên lầu nhà mình ha. Và đây là cửa sổ mở ra ngoài. Cửa sổ mở ra ngoài nè ha. Ở trên đây có mái che để mình phơi đồ nè. Ở cây phơi đồ nè ha. Hẻm này là hẻm hiện hữu 100% luôn nha cô chú anh chị. Rồi căn nhà mình thì nếu mà mặt tiền Nguyễn Tri Phương là mình nhìn vô là đối diện Niệm Liên Á ha. Đối diện với Niệm Liên Á. Đối diện với công ty Niệm Liên Á mình đi vô đối diện với số là 205, 207 á. Cái hẻm ngay giữa đi thẳng vô. Hoặc là mình đi hẻm 351 đường Hòa Hảo ha. Đây cái phòng nhà mình nè ha. Đó cô chú chị bạn nhìn ha. Được cái nhà mình dài ha, dài thiệt dài luôn ha. Nếu cần thiết thì mình ngang bên đây làm phòng nè. Mình ngang bên đây một phòng. Bên đây một phòng, cầu thang đi ở giữa ha. Được hai phòng rồi ha. Mở cửa này thì nó sẽ ra được mặt tiền nè. Đó cô chú chị bạn nhìn ha. Ngoài đó là công ty Niệm Liên Á đó, thấy không? Công ty Niệm Liên Á, cái khoảng hở này là ngay chỗ số 205, 207 đường Nguyễn Tri Phương ha. Bên kia là công ty Niệm Liên Á nha. Cái căn nhà này là cái mặt tiền Nguyễn Tri Phương nè. Cái hẻm này có cái hẻm thông vòng qua đây nhưng mà cửa nhà thì người ta bí lại rồi ha, mọi người bí lại không cho đi. Đi sẽ phức tạp. Ở đầu này là mình làm được hai phòng nha, chiều dài nhà mình gần 10m nên mình làm được hai phòng ha.
Rồi. Cái này mình muốn mở máy lạnh á thì mình đóng cái cửa này xuống nè, đây có chỗ đóng nè ha. Cái nắp này đóng xuống làm cái nắp đóng kín đàng hoàng luôn nha. Đây cô chú chị bạn nhìn ha. Cái nắp này là mình mở ra mình đóng xuống là bằng gỗ nè. Đó, mình đóng xuống là ok ha, đóng xuống là bích chịch luôn ha. Là gỗ làm rất đẹp luôn, tại người ta sơn cái màu hồng gà. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha, lên trên lầu nha. Đó, cô chú chị bạn thấy xe chạy trước mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương đó. Bên tay phải mình là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây lên trên cái lửng nè, nhà được 3 phòng ngủ nha. Đó, trên đây được một phòng nữa nè ha. Như vậy là nhà mình được 3 phòng, nếu mình muốn làm phía trước một phòng nữa thì vẫn làm được nha cô chú anh chị. Được 3 phòng ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Đây mở cửa sổ ra nè. Ở đây thì có cái chỗ để mình phơi đồ hoặc mình để cục nóng máy lạnh rồi là ok hết ha. Đó, ngoài đó là mặt tiền đường. Mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương đối diện với điểm Liên Á nha. Còn cái hẻm ngay giữa này là giữa số nhà 205 và 207. Đường Nguyễn Tri Phương, phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, ngay góc đường Nguyễn Tri Phương với đường ngay góc đường Nguyễn Tri Phương với đường Hòa Hảo luôn nha. Bên phải mình là Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây có làm song sắt bảo vệ ha, mình trồng cây, trồng hoa đồ là ok nha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ 351/5 đường Hòa Hảo. Đó, mình thông qua hẻm 295. Thông dòng qua hẻm 295 đường Nguyễn Tri Phương, phường 5 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, bên hông của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán với mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá dưới 3 tỷ, cụ thể là 2 tỷ 980 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì cứ alo chủ Vũ Hồng, xem nhà thì cứ hẹn trước nửa tiếng là ok hết ha. Ở tại chủ nhà không có ở đây ha, nên cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu đi xem thì cứ alo chủ Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ sắp xếp đi xem nhà nha cô chú anh chị. Và nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Như vậy là nhà mình có 3 phòng ngủ nha. Mình ngăn ngay đây ra nè, mình ngăn ngay chỗ này ra thì mình làm được phòng ngủ bên đây ha. Đây có cái cửa này là đóng lại được nè. Nó nếu có con trẻ thì cho chơi ngoài đây. Và mình đóng lại đây ha. Đó, thấy không? Xin nhắc lại là nhà nằm ở hẻm 351 đường Hòa Hảo, thông sang hẻm 295 đường Nguyễn Tri Phương. Còn phía sau nhà mình là cái hẻm đối diện với công ty Niệm Liên Á, là 205, 207 đường Nguyễn Tri Phương ha, đối diện công ty Niệm Liên Á. Và nhà mình là căn sau lưng ra mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì cứ alo trước cho Vũ Hồng, cô sẽ mở nửa tiếng, gọi nửa tiếng là cô ok, cô chạy qua mở được ha. 15 phút ha. Rồi gọi 15 phút thì cô sẽ chạy qua mở cửa cho mình xem nha. Đây là nhà chính chủ nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng sẽ ra ngoài review đường cho cô chú chị bạn xem lại một lần nữa rồi Vũ Hồng kết thúc ha. Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà địa chỉ 351/5 đường Hòa Hảo, thông sang hẻm 295 ha, là ở giữa, phía sau mình là ở giữa hai căn nhà 205, 207 đường Nguyễn Tri Phương, căn sau lưng căn mặt tiền đối diện công ty Niệm Liên Á. Nhà mình á là chiều ngang 2m1 và chiều dài là gần 10m, nhà một trệt, một lửng, một lầu. Hai ba phòng ngủ ha, hiện tại là làm được 3 phòng ngủ. Cô để đi, mấy bạn có còn quay cô để. Và căn nhà thì nằm ở hẻm thông từ đường Hòa Hảo thông sang đường Nguyễn Tri Phương, nằm ngay góc Nguyễn Tri Phương với đường Hòa Hảo ha. Và căn nhà này thì giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công đầy đủ luôn ha. Có cái hẻm thông dòng ra phía trước ngay chợ 205, 207 đường Nguyễn Tri Phương. Nhà mình là nằm bên hông của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Rồi Vũ Hồng sẽ ra ngoài quay đường cho cô chú chị bạn xem ha. Đó, bước ra ngoài đường mấy bước là tới ngoài ha. Hẻm bên kia thì rộng hơn nha. Đây quần Hòa Hảo nè ha. Đó, bước vô nhà mình có mấy bước là tới rồi, kia là Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú chị bạn thấy không.
Hả? Ở đây là ngay 353, còn ở giữa này hẻm này 351, là căn nhà là gần sau lưng mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương và sau lưng cái mặt tiền đường Hòa Hảo này luôn. Đây là góc đường Hòa Hảo. Đó, góc đường Hòa Hảo với đường Nguyễn Tri Phương ha. Hẻm mình đối diện với hẻm 356 nha cô chú anh chị. Đó, hẻm mình là đối diện với hẻm 356 ha. Đó, mình đi ra phía trước nè. Đó, đây là góc đường Nguyễn Tri Phương với đường Hòa Hảo ha. Đó, ngay chỗ này là có chỗ bán trà sữa và nhiều người xếp hàng đứng đợi đó cô chú anh chị ha. Đây nè, góc này nè. Nếu ra đây thì mọi người là biết. Đó, đây là Hòa Hảo Nguyễn Tri Phương nè, có chỗ có quán trà sữa cô chú anh chị. Đó, góc trà sữa nè, mà nhiều người mà người ta hay đến đây đợi xếp hàng mua nè. Góc đường Hòa Hảo với đường Nguyễn Tri Phương ha. Hướng này là mình về chợ Nhật Tảo nè, đi về cầu vượt 3 tháng 2. Còn bên đây là quẹo qua Đại học Kinh tế, bên đây là Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, nhà mình là nằm đối diện với công ty Niệm Liên Á nè cô chú anh chị. Đó, đối diện với công ty Niệm Liên Á ha. Và căn nhà mình nằm ở đây nè. Đó, căn đó đó cô chú anh chị. Ha. Đó, kế bên cái cửa hàng Sua Sudian nè, với hải sản Quý Thành ha. Đó, đây nè, hẻm này nè. Đó, căn nhà mình là căn này nè cô chú anh chị. Cái cửa sau là cửa này ha. Đó, một trệt, một lửng, một lầu ha. Đó, vô tới nhà nè. Đó, đây nè ha. Rồi đi ra ngoài ha. Đi ra ngoài cho cô chú chị bạn xem. Đó, đây thì người ta để đồ nó hơi nhiều. Đó, nhà mình là nối diện với công ty Niệm Liên Á này ha. Đó, góc đường Nhật Tảo với đường Nguyễn Tri Phương ha. Còn bên đây là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nè. Gần ngân hàng Vietinbank nè ha. Và ngay đây là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nè. Ở đằng kia là ngã bảy ha, còn đây là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết cái clip review căn nhà giá là 2.980 tỷ, địa chỉ là 351 đường Hòa Hảo, góc đường Hòa Hảo với đường Nguyễn Tri Phương, phường 7 quận phường 5 quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh ha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với giá là 2.980 tỷ, nhà một trệt một lửng một lầu ha, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha, 3 phòng ngủ ha. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu ký gửi nhà thì cũng liên hệ Vũ Hồng để mình đi xem nhà nha cô chú chị. Nếu có bạn bè cần ký gửi nhà bán thì liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933787878, Vũ Hồng sẽ tới review nhà bán nhanh ha.